Và đến với cái buổi hôm nay thì công ty Tân Tự Dương là rất là vui mừng, xin được chúc mừng em Nhi vừa đạt được visa du học Mỹ trong tháng 7 này. Xin chào em. Cho chị hỏi là câu đầu tiên em có cái lời nào để chia sẻ với các bạn mà cảm nhận của em khi mà em đạt được cái visa vậy? Cảm giác rất là vui và hạnh phúc vì công sức mình nỗ lực bỏ ra đã đạt được cái visa. Đúng rồi. Vậy thì em có thể nói cho các bạn biết là lý do tại sao em lại muốn đi Mỹ. Vậy tại vì em được biết là ngành giáo dục Mỹ là đứng đầu thế giới về phát triển chạy cũng như cái phương tiện để cho giúp cho mình học. Và so với các nước khác như là Anh, Úc thì học phí của Mỹ vẫn thấp hơn. So với thời tiết ở bên Úc thì thời tiết của Mỹ vẫn dễ hòa nhập hơn. Và em có thể thực hành tiếng Anh tốt hơn. Rồi, vậy thì khi mà em vào phỏng vấn lãnh sự quán thì lãnh sự quán có hỏi em những câu gì không? Lãnh sự quán hỏi em về kế hoạch học tập của em. Em chọn ngành gì, tại sao em chọn ngành đó. Sau khi em học xong, em dự định sẽ làm gì? Cho chị biết là như có phụ huynh theo em, như là mẹ em đúng không? Vậy thì không biết là lãnh sự quán có hỏi gì? Dạ không. Lãnh sự quán hỏi mẹ em một số thông tin về nghề gì, bố của em làm nghề gì và thu nhập gia đình của bố mẹ em một tháng là bao nhiêu. Rồi, thì ví dụ như sau này có những bạn mà muốn đi du học Mỹ thì em có những lời khuyên nào cho các bạn không? Trong cái việc phỏng vấn thì cũng không đó. Theo em thì em nghĩ vậy thì em có lời khuyên nào dành cho các bạn mà muốn xin visa du học Mỹ? Lời khuyên của em là mấy bạn chuẩn bị thật tốt tâm lý và sự tự tin sẽ thành công và các bạn có thể đậu được visa. Vậy thì trước khi kết thúc buổi phỏng vấn thì em có hả có những lời nào mà muốn nói với các bạn? Em xin lời đầu tiên là em xin cảm ơn các anh chị ở công ty Đại Dương đã giúp cho em có kiến thức đại đạo phỏng vấn, giúp em làm thủ tục hồ sơ, đăng ký vào bệnh viện hồ sơ, anh coi dự thảo và các chuyện khác để giúp có kiến thức và công ty Tân Đại Dương và cả công ty Đại Dương nói chung và chúc các bạn sau một thời gian sẽ đẹp. Cảm ơn em rất là nhiều và hy vọng sau phỏng vấn này thì em sẽ lên đường sang Mỹ thì em sẽ gặp được thật nhiều may mắn với lại càng thành công hơn việc học tập cũng như là trong tương lai sau này. Xin chào tất cả các bạn.